Xin chào cả nhà nha, xin chào cả nhà nè. Hôm nay em giới thiệu tới cả nhà, đây là Vaseline dưỡng thể hàng của Thái Lan. Đây là dòng mình dưỡng cho body nha mọi người nha. Hàng này là 50x nha mọi người, 5 in 1 là 5 trong 1. Tác dụng của nó là 5 trong 1 ở trong một chai. 50x độ chống nắng của nó là 50x, 5 trong 1 thì nó dưỡng da nè, xe khích lỗ chân lông nè, trắng da nè, chống lão hóa da nè, và có độ chống nắng, cho nên gọi nó là 5 trong 1. Hàng an bao chính hãng cho nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng ha. Đây 5 trong 1, 50x. Nếu như ở nhà mình á, chị em nào có điều kiện sử dụng cái sản phẩm này thì mình nên mua thêm một vỉ trộn Enfa. Đây là vỉ kích trắng ha mọi người. Vỉ này mình trộn vào trong đây, sau đó mình thoa lên trên body của mình. Hàng là ăn bao im với mọi người luôn. Hàng bao thơm, bao im và nó nhanh trắng nha mọi người. Đây, nó là như gì? Thì mình chỉ cần trộn cái vỉ nào vào ở trong cái vỉ này, mình trộn vào trong cái tiếp này. Sau đó mình dưỡng thì nó sẽ kích trắng nhanh hơn nha mọi người. Ví dụ như mọi người xài cái chai dưỡng thể này đi, tầm 1 tuần là nó sẽ trắng. Nhưng mà khi mọi người trộn cái vỉ này vào thì nó sẽ kích trắng nhanh hơn. Mình kích nó kích trắng đó là chỉ còn 3-4 ngày thì nó sẽ lên tông da thôi. Hàng An có sẵn ở shop, mọi người đến shop mua một sản phẩm là được giá sỉ. Hàng thì bao chính hãng cho nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng ha. Shop và shop chỉ bán hàng chính hãng thôi. Vừa có chống nắng, vừa bổ sung collagen cho da, trắng da, ngăn ngừa lão hóa da. Còn gì bằng nữa mọi người. Chỉ trong một chai, trong một chai như thế này, được 5 in 1 luôn. Còn gì bằng nữa. Mùi của nó cực kỳ thơm. Và khi mình thoa là bao thấm, thấm cực kỳ thấm. Nó thấm ha. Và thơm nữa, thơm cực kỳ thơm. Hàng có sẵn ở shop nha. Mọi người đến shop mua một sản phẩm là được giá sỉ ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.